300 triệu năm trước đây, cuộc sống phát triển hưng thịnh trong những đầm lầy nhiệt đới rộng lớn, nơi mà trái đất đang dự tính một điều bất ngờ. Khi thực vật ở đây chết, chúng bị chôn vùi, kết chặt lại và nấu chín. Năng lượng được tạo thành trong vụ nổ Big Bang và bức xạ của mặt trời chiếu tới những thực vật ở trên trái đất giờ đây bị khóa lại trong lòng đất than. Một món quà được mở ra bởi con người hàng triệu năm sau. Hai trăm năm mươi triệu năm trước đây đã xảy ra một sự tuyệt chủng. Một ngọn núi lửa lớn nhất kể từ những ngày đầu của hành tinh hoạt động. Bầu khí quyển nghẹt thở bởi CO2 và sự đa dạng sống của động vật sinh ra trong sự bùng nổ kỷ Camry. Nó dừng lại và chết. Hơn 70% các loài trên trái đất đã bị tuyệt chủng. Số lượng chết hàng loạt rất là tồi tệ, có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử tuyệt chủng kỷ Permian. Tuyệt chủng là một đặc điểm có tính chu kỳ trong câu chuyện của hành tinh trái đất. 5 lần trong 5 triệu năm qua, một số trận đại hồng thủy đã xóa sổ các loài chiếm ưu thế. Nó là một sự xáo trộn lại và cho phép các sinh vật mới nắm giữ. Sinh vật mới như là khủng long. Khủng long sẽ thống trị 160 triệu năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, rừng gỗ cứng đầu tiên xuất hiện. Và sau hơn 4 tỷ năm, lực hấp dẫn của mặt trăng cuối cùng cũng đã ổn định. Một ngày 24 giờ trên trái đất. Vào lúc bắt đầu của thời đại khủng long, các lục địa được hợp lại với nhau vào một vùng duy nhất mà chúng ta gọi là Pangaea. Nhưng bây giờ chúng bắt đầu phá vỡ. Châu Phi tách khỏi Nam Mỹ. Đại Tây Dương rộng lớn mở ra, tạo ra thứ sẽ trở thành một trong những rào cản của lịch sử nhân loại. Vịnh giữa thế giới cũ và mới. Không phải bàn cãi, những ngôi sao trong thời đại khủng long là những động vật như khủng long ba sừng và T-Rex. Nhưng có một số sinh vật quan trọng đang chạy lon ton xung quanh chân chúng. Nếu chúng ta lần ngược theo dòng đủ xa, chúng ta thực sự sẽ đến một loài chuột từ nhỏ, như là động vật có vú, vây quanh bởi những người khổng lồ của thế giới bò sát. Trong suốt thời gian đó, động vật có vú mà chúng ta đang sống ở bên lề, chúng ta có thể đã ăn cắp trứng khủng long. Chúng có lẽ là chỉ là một sự tồn tại thêm vào mà thôi. Những loài khủng long đã kéo chúng ta trở lại. Những đề mục lớn nhất của lịch sử của khủng long, đó là 160 triệu năm chúng ta đã mất, động vật có vú đã mất. Chúng ta không thể lớn hơn một con mèo nhỏ. Trong 160 triệu năm, tất cả đều có kích cỡ trung bình, lớn trung bình. Trong cả khoảng thời gian đó, động vật lớn khổng lồ vô cùng quan trọng lớn, đó là khủng long. Chúng ta đánh bại chúng, chúng ta công bằng và thẳng thắn, nhưng mặt đất lại chuẩn bị sự xáo trộn. Sáu mươi lăm triệu năm trước, một vật thể rộng 10 km có khả năng một tiểu hành tinh đã đâm vào trái đất. Một đám mây bụi đã che lấp mặt trời, nhiệt độ giảm mạnh. Tất cả các sinh vật trên đất liền có trọng lượng trên 22 kg đều tuyệt chủng. Triều đại của khủng long chấm hết. Một món quà lớn nhất mà những con khủng long đang chết mang đến cho chúng ta là khi chúng bị tuyệt chủng, nó đã cho các loài động vật có vú thời gian để trỗi dậy.
Không lâu sau sự biến mất của loài khủng long, các loài linh trưởng thực sự đầu tiên xuất hiện, giống như là các phiên bản sau này của chúng, bao gồm cả chúng ta, các động vật có vú tiến hóa lên. Đôi mắt nằm ở phía trước mặt, cho phép cảm giác chiều sâu của một cách nhìn chính xác, và một đôi tay linh hoạt với 5 ngón tay. Chúng có 5 ngón tay, cũng giống như chúng ta, có nghĩa là chúng ta có thể nắm bắt mọi thứ. Nếu bạn nghĩ về các loài động vật khác mà không có ngón tay, ngón chân, cấu tạo giống như chúng ta, khả năng nắm giữ mọi vật của chúng có thể thao tác các vật thể hạn chế nhiều hơn. 50 triệu năm trước, tổ tiên linh trưởng của chúng ta đang phát triển trên một hành tinh đang ấm lên. Nó nóng đến mức có cả những khu rừng ở hai cực. Khi các lục địa trôi dạt, châu Mỹ và châu Phi đã gần như hoàn toàn được hình thành. Nhưng ở Bắc Phi, Ai Cập hiện đại bị chìm dưới một biển cổ đại. Trên đáy biển có những sinh vật nhỏ hình giỏ sò được gọi là Numidae sinh sống. Giỏ của chúng được làm bằng canxi và carbon, chồng chất lên trên đáy biển qua hàng triệu năm, và tại đó chúng hình thành đá dồi. Đá dồi sẽ được sử dụng để xây dựng các kim tự tháp vĩ đại. Nếu bạn nhìn kỹ các kim tự tháp ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy bằng chứng rằng những đài kỷ niệm 4.000 năm tuổi này trong thực tế được làm bằng giỏ sò 50 triệu năm tuổi. Mười triệu năm trước đây, trái đất chuyển biến thành một thế giới mà hầu hết chúng ta có thể nhận ra. Sông Colorado bào mòn tạo nên Grand Canyon. Những dãy núi như là Himalaya xuất hiện. Chúng rất cao, chúng phá vỡ các kiểu thời tiết tạo nên một thời kỳ hành tinh trở nên lạnh hơn. Eo Panama nổi lên nối liền Bắc và Nam Mỹ, chia tách Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, phá vỡ các dòng hải lưu và thậm chí đẩy thế giới gần hơn tới kỷ băng hà. Với hành tinh lạnh đi, tổ tiên của linh trưởng chúng ta đã dựa vào những vùng nhiệt đới, như một sinh vật mới đang đến đe dọa tiêu diệt chúng. Mấy triệu năm trước đây, tổ tiên linh trưởng của chúng ta sinh sống an toàn trong những rừng cây. Nhưng người hàng xóm của chúng bị xâm lược. Những kẻ mới đến này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại hơn bất kỳ sinh vật sống nào trên trái đất. Điều đó dường như không thể tin được. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất dẫn đến sự xuất hiện của chúng ta là sự xuất hiện của cỏ. Các đồng cỏ xuất hiện gần như là ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có những thảo nguyên châu Phi. Chúng ta có những vùng thảo nguyên Á Âu. Chúng ta có những đồng cỏ Bắc Mỹ. Chúng ta có những đồng cỏ rộng lớn của Argentina. Xuất hiện cùng lúc khắp nơi trên thế giới. Tại Đông Phi, đồng cỏ xâm chiếm môi trường rừng truyền thống của tổ tiên linh trưởng chúng ta. Với cây ít hơn và khoảng cách giữa chúng cũng lớn hơn, tổ tiên của chúng ta phải thích nghi. Some apes make the move down into this stark new habitat. It's a landscape better suited to primates that can walk on two legs. Keeping their heads up above the tall grasses to watch for predators. Standing on two feet is a revolutionary advance because it frees up our hands. Hands we will need. Đôi bàn tay mà chúng ta sẽ cần để định hình nên lịch sử loài người. Hai phẩy sáu triệu năm trước, chủng người đầu tiên hay là dạng hình người đi bộ trên trái đất với những tảng đá có chứa nguyên tố silic. Tạo ra trong loại các ngôi sao hàng tỷ năm trước.
Silicon là nguyên tố nhiệt thứ hai trong vỏ trái đất. Một trong những tính chất hóa học của nó là khả năng kết hợp với oxy để tạo thành tinh thể dạng đá rắn. Và đá có thể được đục và có hình dạng mà không cần gặp gỡ. Dường hình người bắt đầu làm điều này 2,6 triệu năm trước đây, đập vỡ những tinh thể silicate để tạo thành các gạch sắt, và loài người sử dụng chúng hàng triệu năm, thực ra là 2,6 triệu năm. Đơn giản chỉ cần có một hòn đá đã được thay đổi với một cạnh sắc nét ở trên đó. Và bây giờ tự nhiên bạn có một cái búa, bạn có một cạnh cắt thô, một hòn đá được chế tác đơn giản có nghĩa là một người có thể đột ngột làm nhiều hơn hàng ngàn việc mà chúng ta có thể làm trước đó. Kỹ thuật nhỏ nhưng đặc biệt đã cho phép tổ tiên của chúng ta có thể tồn tại và cuối cùng trở thành chúng ta. Silicon tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên thời kỳ đồ đá. Hàng triệu năm sau khi nó tạo nên sức mạnh cho những công cụ cầm tay đầu tiên, một tính chất hóa học khai thác của silic sẽ tạo nên nó một lần nữa, và đó là một công nghệ cao hơn. Bước tiếp theo hướng tới thực sự trở thành con người dựa trên một bí mật ít được biết đến của hành tinh, ngôi nhà của chúng ta. Trong vũ trụ mà chúng ta biết đã tạo ra một trái đất có thể có một năng lượng hiếm và đặc biệt. Trong tất cả các hành tinh và mặt trăng trong hệ mặt trời, chúng ta nghĩ rằng trái đất là nơi duy nhất có khả năng để duy trì lửa. Hành tinh của chúng ta và các dải tinh khác có sét và dung nham. Nhưng chỉ có trên trái đất chúng ta có hai điều quan trọng mà chúng ta cần cho lửa để đốt cháy. Một nguồn cung cấp nhiên liệu rộng lớn trong các dạng thực vật và cây cối, và một bầu không khí đầy đủ oxy để cung cấp cho ngọn lửa. Nếu không có những ngọn lửa, sẽ chẳng có những kẻ giống như chúng ta ngày hôm nay. Người tinh khôn đã tạo ra một thế giới với ngọn lửa vào khoảng 800.000 năm trước. Tổ tiên của chúng ta đã có được ngọn lửa để có thể duy trì và kiểm soát được. Đó là một kỹ năng kết nối chúng ta ngược trở lại thời điểm bắt đầu. Hãy nhớ rằng tất cả năng lượng đã được tạo ra trong vụ nổ Big Bang, và tất cả các dạng sống đều cạnh tranh với nhau để có được nguồn năng lượng chung này. Sử dụng lửa để nấu ăn giống như việc nó có thêm một dạ dày bên ngoài để tiêu hóa thức ăn, giải phóng thêm calo cho chúng ta nhiều năng lượng hơn, do đó cho phép chúng ta cung cấp cho bộ não lớn hơn. Lửa cũng chính là cánh cửa của công nghệ sau cùng. Chúng ta sẽ sớm sử dụng nó để biến đất sét thành đồ gốm, kim loại thành vũ khí, nước thành năng lượng hơi nước. Nếu bạn không có lửa thì bạn không thể có động cơ đốt trong. Không có lửa sẽ không có kim loại. Không có lửa sẽ không có cao su. Đó là một công nghệ mở ra một thế giới đầy tiềm năng cho những sinh vật biết cách sử dụng nó. Hai trăm ngàn năm trước đây, người hiện đại đã hoàn toàn được hình thành. Hộp thanh quản, hoặc giọng nói những âm thanh cao trong cổ họng của tổ tiên chúng ta đã hạ xuống. Những âm thanh có thể phức tạp hơn bây giờ. We begin to speak. As a species, là một loài, con người trở nên thông minh hơn theo hạ mũ. Cuộc chơi mang tính toàn cầu đã được thiết lập, và giờ đây chúng ta đã sẵn sàng để chơi. 100.000 năm trước, con người đã có thể di chuyển. Chúng ta có bàn tay nhanh nhẹn và các công cụ thô sơ. Chúng ta có thể giao tiếp và kiểm soát lửa. Chúng ta là cuối cùng và sẵn sàng mở rộng ra ngoài ngôi nhà châu Phi trên một con đường mất hàng triệu năm để thực hiện. Sự dịch chuyển lục địa đã kết nối châu Phi, Âu Á thành những vùng đất rộng lớn tiếp giáp nhau trên trái đất. Phi, Âu Á.
53 triệu km vuông, nhiều hơn 2 lần diện tích bề mặt toàn bộ mặt trăng của chúng ta. Đối với loài người thuở sơ khai, điều này có nghĩa là hơn một nửa ở trên trái đất chúng ta có thể đến được bằng đi bộ. Con người đã phân tán là một sự thay đổi quyết định. Chúng ta là một trong số ít các loài linh trưởng cùng một lúc sống trên hơn một lục địa. Vì vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sống ngăn cách tốt hơn khỏi những thứ là nguyên nhân khiến những loài thú lớn trở nên tuyệt chủng hơn những loài linh trưởng khác. Đó là một sự bảo đảm cho vấn đề tuyệt chủng. Phân tán là một sự đảm bảo. Nhưng khi thế giới bắt đầu mở ra cho con người, hành tinh này lại rẽ sang một hướng khác với chúng ta. Một thời kỳ băng hà bắt đầu. Và giờ đây hành tinh này sẽ kiểm tra chúng ta chưa từng giống như trước đây. 50.000 năm trước đây, các sông băng bắt đầu tiến xuống từ Bắc Cực. Đồng thời con người lại tiếp tục cuộc chinh phục của mình trên thế giới, đến Trung Quốc và Australia. 30.000 năm trước, người thông minh lần đầu tiên đến châu Âu. 20.000 năm trước đây, băng gần như khắc nghiệt nhất, biên giới của loài người đã chạm đến vùng đất lạnh giá ở miền đông bắc Siberia. Mặc cho những thử thách của kỷ băng hà, loài người vẫn tồn tại và phát triển kỹ năng cuối cùng mà chúng ta sẽ cần để thực sự là con người. Manh mối nằm trong các biểu tượng này. Chúng ta đã thực hiện một bước nhảy vọt về trí tuệ để nghĩ xa hơn tại đây và bây giờ, vượt ra ngoài những gì chỉ đơn giản là cần thiết để tồn tại. Chúng ta chỉ có thể nói rằng chúng ta có một sinh vật là con người và đó là giống như chúng ta đây khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy bằng chứng biểu tượng của tư tưởng. Đó là khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy một bức tranh của một con bò mà mọi người sẽ nhận ra là hình ảnh của một con bò. Bởi vì chỉ khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy tất cả những điều này, chúng ta có thể nói rằng đó là một con người. Con người hay những sinh vật suy nghĩ như chúng ta, nhìn thế giới theo một cách như chúng ta. Và từ thời điểm đó, lịch sử nhân loại được đánh dấu hoàn toàn khác nhau bởi bất kỳ loài nào khác trên hành tinh này. Giờ đây với số lượng nước rất là lớn của hành tinh bị nhốt trong băng, mực nước biển giảm mạnh bởi 102 m đến 136 m. Rào cản lớn cuối cùng ngăn cản sự mở rộng của con người đã bị xóa bỏ. Chúng ta băng qua dải đất Bering từ Siberia đến Bắc Mỹ. Chúng tôi đang kể lại lịch sử của thế giới trong 2 giờ. Vậy chỉ trong 1 giờ, hơn 13 tỷ năm đã trôi qua. Những năm chuẩn bị cho phép loài người cuối cùng xuất hiện và mở rộng ra trên khắp hành tinh. Và lịch sử nhân loại như chúng ta biết có thể thực sự bắt đầu. Our history of the world began with the beginning of time, the Big Bang. It has taken us on a journey of nearly 14 billion years. Now, as humans take center stage, it's important to remember just how small a slice of history we actually occupy. To make things simple, imagine compressing 14 billion years of history down to just 14 years. On this scale, trên quy mô này, trái đất chỉ sẽ tồn tại trong vòng 5 năm qua. Vì vậy, đó là khoảng 1/3 lịch sử của vũ trụ. Sinh vật lớn và phức tạp sẽ phát triển 7 tháng trước đây. Trên quy mô này, khủng long bị tuyệt chủng chỉ khoảng 3 tuần trước. Toàn bộ lịch sử ghi lại được của con người sẽ chỉ rộng trong 3 phút cuối cùng. Xã hội công nghiệp hiện đại với một ấn tượng sâu sắc. Cách mạng công nghiệp chỉ 6 giờ trước. Điều này cho tôi thấy rằng loài người chúng ta tồn tại quanh đây chỉ một khoảnh khắc rất ngắn trong lịch sử ghi lại được của vũ trụ. Nhân loại đã chờ đợi hàng tỷ năm để khoảnh khắc chúng ta tỏa sáng. Như những ngôi sao, do sự phát triển của hành tinh chúng ta thực hiện từ từ công việc tổ chức các yếu tố theo cách làm cho lịch sử nhân loại có thể xảy ra.